Chúng tôi là Hoàng Bách, xin trân trọng kính chào quý khán thính giả và các bạn đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và cũng như thường lệ, luật sư Stephen Deal sẽ trở lại trong chương trình chuyên đề. Và chúng tôi cũng xin phép giới thiệu luật sư Stephen Deal là chủ tịch của cộng đồng người Việt quốc gia tại Houston và vùng phụ cận. Ông cũng là phó biện lý của Harris County, là một cái quận hợp rất là lớn ở tiểu bang Texas. Thưa luật sư, trong cái kỳ vừa rồi thì ông Nguyễn Gia Kiển và tiến sĩ Đinh Xuân Quân có nhắc tới một vấn đề, cái đề tài là nêu lên các cái định chế. Và ông cho rằng là vì nước Mỹ đó là một cái có cái định chế mà cho rằng là một cái thể chế dân chủ, họ cho rằng là một tuyệt vời. Nhưng mà cũng có những cái điểm lỗ hổng, ví dụ như trong 20 năm vừa qua đó thì chúng ta thấy là cái cuộc bầu cử của giữa ông Al Gore và tổng thống George W. Bush là cái số cử tri popular, là cái số cử tri mà đi bầu đó thì là cao hơn ông Bush, nhưng mà cuối cùng thì ông Bush thắng là vì cái số cử tri đoàn nó cao hơn. Trở lại cái thời của ông tổng thống Donald Trump và bà Hillary Clinton thì bà cũng thắng cao hơn tổng thống Trump là hơn 3.000 phiếu, hơn 3 triệu phiếu. Nhưng mà ngược lại, tổng thống Trump là thắng vì cái cử tri đoàn. Bây giờ thì thưa luật sư, chúng ta thấy là như vậy, đây có phải là lỗ hổng không? Bởi vì trên thế giới đó, người ta cho rằng là cái mô hình dân chủ của nước Mỹ là tuyệt vời. Vậy thì nó đã tuyệt vời chưa? Thưa xin mời luật sư. Cảm ơn chú Hoàng Bách và tất cả quý khán thính giả. Cái điểm đầu tiên đó là không có một cái thể chế, một cái hệ thống nào mà nó hoàn hảo hết. Và chúng ta cần phải nhìn vào thì cái chỗ nào nó cũng có cái lỗ hổng. Cái tuyệt vời của một cái hệ thống chính trị của nước Mỹ hay là của bên Âu Châu đó là khi mà họ thấy những cái sai, họ thấy những cái lỗ hổng thì họ sẽ tìm đủ mọi cách để mà lắp cái lỗ hổng đó lại. Và cái này là cái mà trong tương lai đất nước Mỹ cũng sẽ làm. Nó đã trải qua là 244 năm. Bữa nay đó là cái ngày chúng ta nói, nhưng mà tuần vừa rồi, mới cách đây có một tuần thôi, là nước Mỹ ăn mừng sinh nhật độc lập của nước Mỹ 244 năm. Và nước Mỹ là một cái nước mà chúng ta có thể kêu là Cộng hòa Liên bang Hoa Kỳ. Họ rất là hạnh diện với cái thể chế chính trị của nước Mỹ. Nước Mỹ đó thì được thành lập 244 năm trước, sau khi có một cái cuộc chiến đấu ra khỏi cái nước Anh, thì đại đa số những người Mỹ là nó ra từ gốc ở nước Anh, thành ra họ hấp thụ rất là nhiều cái nền văn minh, văn hóa, khoa học và luôn cả cái chính trị của nước Anh. Chúng ta biết đó, thì bây giờ mình mới đi vô cái vấn đề là nước Mỹ rất là hãnh diện với cái nền chính trị dân chủ lập hiến của họ là rất là tuyệt vời. Nhưng mà mình nói nó tuyệt vời tức là nó so sánh với những cái thể chế khác, những cái hệ thống làm việc khác thì họ tuyệt vời, nhưng mà không có nghĩa là nó perfect, tức là hoàn hảo. Nó cũng có những cái sai, và trong vòng 244 năm vừa qua họ gặp rất là nhiều thử thách, đưa đến một cái cuộc nội chiến của năm 1864-65 hay là 61. Thì chúng ta đã thấy đây là những cái thử thách, như là một đứa bé mới được sinh ra và nó lớn lên và nó sẽ tập và nó sẽ gặp rất là nhiều cái thử thách ở trong cái cuộc đời của một cái đứa bé. Thì nước Mỹ thì cũng giống hệt như vậy thôi, họ sẽ gặp rất là nhiều thử thách và họ sẽ trải qua cái thử thách. Vì bây giờ ngày hôm nay, vì cái vấn đề điện toán học hay là vì cái vấn đề khoa học điện toán nó đi quá mau, nó thay đổi cả cái cuộc sống và cái môi trường sống của tất cả chúng ta, và nó trở thành toàn cầu hóa. Thành ra những cái gì mà ngày xưa 244 năm trong cái hiến pháp của những cái người sáng lập ra nước Mỹ, ông Thomas Jefferson là cái người cha đẻ cho cái hiến pháp, là được kêu là cái người cha đẻ của cái hiến pháp, là cái tổng thống thứ ba của nước Mỹ. Những cái gì mà nó ngày xưa đó, nhiều khi bây giờ nó không còn có thể áp dụng được nữa, mà cần phải coi lại và cần phải tu sửa lại. Đó là cái vấn đề mà nước Mỹ bây giờ đang trải qua. Lấy một cái ví dụ mà nó cũng hơi ngộ nghĩnh là chúng ta cũng có thể bàn tới. Và cái lý do thì bây giờ chúng ta phải đi về quá khứ và cái lịch sử.
Ngày xưa, giống như hồi nãy mới nói đó, là nước Mỹ đại đa số là ra từ người Anh. Họ hấp thụ cái nền văn hóa, văn minh và luôn cả chính trị. Nước Anh có một cái hệ thống điều hành đó, là cũng là dân chủ. Nhưng mà đó, người dân đó họ bầu lên một cái quốc hội đại nghị. Và cái quốc hội đó, nó có một cái những cái đảng phái. Và trong đó đó, cái đảng nào mà nhiều phiếu nhất thì họ sẽ bầu ra và họ sẽ chọn ra một cái người lãnh đạo, và cái người đó kêu là thủ tướng. Và họ đi qua cái đó, thành ra cái người thủ tướng ở bên đó, đó là cái người lãnh đạo được bầu ra hay là được bổ nhiệm hay là được đề cử là bởi cái quốc hội của họ, cái parliament của họ. Mà khi mà quốc hội bắt tín nhiệm cái người đó thì cái người đi xuống họ sẽ kiếm cái người khác bỏ lên. Đó là cái hệ thống. Có nghĩa là người dân không có bầu cái người thủ tướng, mà người dân chỉ bầu cho những cái người nghị viên hay là những người dân biểu, những người nghị sĩ, và những người đó họ mới họp lại và họ mới bầu và chọn cái người thủ tướng lãnh đạo của họ hay là của đất nước. Ngược lại cái hệ thống của nước Mỹ đó là cái quốc hội là do người dân bầu ra, nhưng mà cái tổng thống đó cũng là do người dân bầu ra. Và cái dân chủ của nước Mỹ đó, chúng ta có thể dùng một cái danh từ nôm na, nó kêu là dân chủ quần chúng, hay là mình kêu là popular democracy. Tức là quần chúng là cái người quyết định chọn cái người tổng thống lãnh đạo của mình, chứ không phải là qua một cái hệ thống của quốc hội như là bên nước Anh. Thì cái hệ thống của nước Mỹ đó là nó hội nhập được là qua cái hệ thống chính trị của nước Pháp. Nếu mà quý vị sống ở bên nước Mỹ, quý vị cũng sẽ thấy nước Mỹ nó rất là hãnh diện, là nó có một cái người, nó kêu là cái tượng, nó kêu là thần tượng, nữ hoàng tự do. Thì cái nữ hoàng tự do là cái bức tượng mà được nước Đức tặng cho nước Mỹ. Nước Pháp. Thành ra nước Pháp chứ nó lộn. Dạ, cảm ơn chị Quang Bách. Nước Pháp nó tặng cho. Nước Mỹ lại đi theo cái hệ thống của nước Pháp. Nhưng mà nước Mỹ nó có một cái là nó rất là hay, là nó cố gắng nó hòa đồng hai cái lại. Thì bây giờ chúng ta mới nói một tí về một cái hệ thống dân chủ quần chúng, và mình dùng một cái danh từ khác, mặc dù nó không có, nhưng mà mình nghĩ ra cái danh từ này để cho gợi cái ý cho quý vị biết cái tiếng Việt là mình chúng ta có thể không có cái danh từ đó. Đó là cái dân chủ trí thức và dân chủ quần chúng. Nước Anh thì theo một cái hệ thống dân chủ trí thức, và một số những cái nước ở trên thế giới này đi theo cái hệ thống dân chủ trí thức. Mà nước Mỹ thì đi theo một cái hệ thống là dân chủ quần chúng. Bây giờ chúng ta mới phân biệt, và cái danh từ mà Stephen hồi nãy mới vừa nói nó có ý nghĩa gì. Cái ý nghĩa của nó là gì nè? Dân chủ là do người dân bầu lên, một cái người lãnh đạo do người dân bầu lên. Thì ở bên Mỹ này nó kêu là dân chủ quần chúng, là người dân bỏ phiếu chọn cái người tổng thống. Người dân đó có thể họ là bác sĩ, có thể là kỹ sư, có thể bác học gia, và cũng có thể là những người thương gia, và họ có thể là những người không có bằng đại học, và họ cũng có là những người tiến sĩ nổi tiếng, nhưng mà họ là dân chúng. Những người này đó, chúng ta có thể nói là ok, một số những người tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư, họ có thể là những người trí thức, nhưng mà họ có một cái kiến thức chuyên môn trong cái ngành của họ, chứ không phải là họ có một cái kiến thức về vấn đề chính trị học hay là về vấn đề chính trị. Thì những người này chúng ta dùng một cái danh từ nôm na, đó là quần chúng. Mà chúng ta kêu họ đi bỏ phiếu và chọn một cái người lãnh đạo ở trong một cái ngành chính trị mà họ không có phải là cái người chuyên môn. Thành ra đó, cái vấn đề mà dân chủ quần chúng đó, mà cái người dân họ không biết nhiều về chính trị, họ chỉ nghe ngóng và họ đi bầu, và họ chọn cái người nào mà họ cảm thấy là giỏi nhất thì họ bầu lên. Cái đó nó có cái khuyết điểm là họ không biết gì về chính trị, nhưng mà họ sẽ phải chọn một cái người lãnh đạo chính trị đại diện cho họ. Ngược lại, ở bên nước Anh đó, nó qua một cái hệ thống đó, nó kêu là dân chủ trí thức. Có nghĩa là dân chúng sẽ chọn một cái người đại diện cho họ, và cái đó là cái quốc hội. Và những người này đó là những người chính trị gia, họ đã có kinh nghiệm ở trong cái vấn đề chính trị, thì họ là những người có một cái khả năng, một cái sở trường về chính trị. Họ mới ngồi lại với nhau và họ chọn một cái người mà họ cảm thấy là giỏi
nhất ở trong tất cả các nhóm có thể lãnh đạo, và họ chọn cái người đó làm thủ tướng. Đó. Thì cái vấn đề mình mới được đưa ra là có cái gì sai với một cái thể chế, một cái hệ thống dân chủ quần chúng hay không? Thì chúng ta mới nói về cái lịch sử của cái triết lý hay là cái triết học của vấn đề chính trị và vấn đề hệ thống chính quyền. Chúng ta biết cái hệ thống chính trị hay là cha đẻ của hệ thống chính trị Tây Phương đó, nó ra từ ở bên Hy Lạp. Và cái người đầu tiên đó mà nói về vấn đề dân chủ hay là vấn đề mà hệ thống cai trị hay là quản lý người dân đó, đó là ông Socrates. Socrates là một cái nhà triết học gia rất là nổi tiếng, và nổi tiếng về vấn đề chính trị học ở bên Hy Lạp ngay cái thời điểm đó. Chú Hoàng Bách và quý vị có biết á, là chính ông ta lại là cái người chống lại với một cái hệ thống dân chủ quần chúng. Ông ta là cái người cha đẻ của chính trị học và cha đẻ của dân chủ học ở trên thế giới này mà chúng ta đang áp dụng. Mà chính ông ta là cái người nói tôi không có đồng ý với một cái hệ thống dân chủ quần chúng. Thì ông ta mới đưa ra một cái ví dụ, và ông ta nói cái này là cái này là một cái thử thách cho tất cả quý vị. Khi mà quý vị muốn nói tới cái dân chủ quần chúng, quý vị đưa người dân quyết định, cái đó rất là nguy hiểm. Thì ông ta mới nói nếu mà chúng ta ở trên một cái chiếc tàu lớn mà chúng ta cần phải chọn một cái người lái tàu, một cái ông mà lái tàu đó, chúng ta có muốn chọn một cái người không có một cái kinh nghiệm gì về tàu bè, về hàng hải mà đi lái cái chiếc tàu đó hay không? Hay là chúng ta muốn chọn một cái người đã có kinh nghiệm lái tàu để cái người đó lái chiếc tàu, chứ không mấy cái chiếc tàu nó chìm mà chúng ta chết hết. Đó là cái người lãnh đạo. Thì cái đó chúng ta phải chọn. Nào, nếu mà chúng ta chọn một cái người mà để cho tất cả những người trên cái tàu đó, mà những người đó không biết gì về một cái người mà họ sẽ chọn làm lãnh đạo, chưa có kinh nghiệm, thì vô hình chung chúng ta có thể chọn một cái người hoàn toàn không có kinh nghiệm. Và cái vấn đề mà ông ta nói, một cái thử thách lớn nhất hay là một cái khuyết điểm lớn nhất của một cái hệ thống dân chủ quần chúng là sẽ bị một cái nó kêu là mị dân. Một cái mị dân đó, tức là một cái người đó, họ là họ nói nghe rất là hay, nhưng mà họ không có tài, nhưng mà họ nói rất là hay và họ thuyết phục được người dân. Cái khổ là người dân không có đủ cái trình độ dân trí cao về vấn đề chính trị, thì họ sẽ rất là dễ bị rơi vào nghe rất là ngọt cái lỗ tai, và vô hình chung họ sẽ chọn một cái người lãnh đạo lái cái chiếc tàu đó, nhưng mà người đó chưa bao giờ biết lái và chưa bao giờ có kinh nghiệm, nhưng mà họ nói rất là hay. Một cái điểm thứ nhì đó, chúng ta thường hay bầu cho một cái người mà cái người đó họ sẽ hứa hẹn những cái gì đối với chúng ta. Những cái người mà có kinh nghiệm thì họ nói những cái này là hoang tưởng, nhưng mà đối với người dân họ nói tôi nghe cái này nghe rất là hay và tôi thích những cái lời hứa hẹn của người này, thành ra tôi thích tôi bầu cho người này. Tại vì những người đó họ chưa có một cái kiến thức về vấn đề chính trị, mặc dù họ có thể là tiến sĩ, họ có thể là khoa học gia, họ có thể là bác sĩ. Nào, khi mà nói tới cái đó thì chú Hoàng Bách, Stephen cũng muốn đưa lại với một cái lời phát biểu của chú Nguyễn Gia Kiện trong một hai lần vừa rồi, là chú cũng có nói cái quan trọng đó là người dân của chúng ta, người Việt Nam của chúng ta, cái dân trí nó thấp. Mà khi mà người nào nói dân trí của người của chúng mình thấp thì người ta bị tổn thương, người ta nói đâu có thấp đâu. Nhưng mà thật sự khi mà nói tới dân trí đó, đó là người ta nói về cái dân trí, về cái chính trị. Cái khổ của người Việt Nam là chúng ta nghĩ một cái người trí thức, một cái người là tiến sĩ, một người bác học gia, một người bác sĩ, họ nói ô nếu mà ông ta là bác sĩ hay là ông ta là một tiến sĩ kỹ sư khoa học là ông ta rất là giỏi. Thành ra chúng ta phải lắng nghe những cái lời phát biểu, những cái lời bình luận của một cái người này về vấn đề chính trị. Cái khổ đó là cái người bác học gia hay là cái người bác sĩ nổi tiếng đó, họ rất là giỏi trong cái sở trường của họ là y khoa hay là khoa học, nhưng mà nhiều khi đó họ mù tịt về vấn đề chính trị. Nhưng mà chúng ta nghĩ là cái người trí thức là cái người biết hết trơn hết trọi, cái gì cũng biết hết. Và nếu mà chúng ta ngồi suy nghĩ lại đó, ngay cả ở trong cái ngành y khoa bác sĩ nó còn có chia ra cả chục
cái chuyên khoa. Một cái người về gia đình nó khác với một cái người về tim, một cái người về não, một cái người về máu, nó hoàn toàn khác nhau hết. Thành ra có đó là mình kêu là một cái kiến thức chuyên môn của một cái ngành đó. Thì bên chính trị học nó cũng có như vậy. Mà một cái người mà có một cái trí thức, một cái kiến thức rất là giỏi về vấn đề khoa học hoặc vấn đề y khoa, chưa hẳn là cái người đó có đầy đủ cái kiến thức về chính trị. Nhưng mà chúng ta lại lắng nghe những người đó như là một cái người rất là giỏi về chính trị. Cái đó là chú Nguyễn Gia Kiển muốn nói là cái chúng ta thiếu một cái kiến thức về chính trị. Bây giờ chúng ta đi ngược lại chúng cái mà nãy giờ mình mới nói đó. Thì bây giờ đó cái khổ của cái dân chủ quần chúng là bây giờ nó đã hiện ra ở trên nước Mỹ này và nó quá rõ trong vòng 20 năm vừa qua. Không ai có thể ngờ được là cái chuyện đó nó xảy ra. Cái vấn đề mà chúng ta biết, còn những cái vấn đề chúng ta chưa biết, thì bây giờ chúng ta mới đi vào cái vấn đề đó. Là khi mà chúng ta nói tới một cái nền tảng dân chủ, thì chúng ta nói cái nền tảng dân chủ nó được lập ra bởi những cái điểm. Cái điểm thứ nhất là cái bỏ phiếu hay là đầu phiếu phổ thông, tức là mỗi một người một lá phiếu. Và bên nước Mỹ này đó, nếu quý vị trên 18 tuổi là quý vị đi bầu được rồi. Nếu quý vị 100 tuổi quý vị vẫn được đi bầu. Nha. Nó không có cái giới hạn, tức là trên 18 là được đi bầu. Và cho tới 110 tuổi quý vị vẫn được đi bầu. Nó không có cái gì mà nó giới hạn hết. Là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ nhì đó của cái nền tảng dân chủ đó là đa số thắng thiểu số. Người nào lấy được 50% cộng một lá phiếu thì người đó thắng. Là chúng ta nói nôm na là 51%. Cho nó dễ nói chuyện. Và một cái điểm thứ ba mà cái nền tảng của một cái xã hội dân chủ đó là khi một cái bầu cử nó phải được tự do và công bằng. Tự do đó là cái người mà muốn đi ra ứng cử được quyền tự do. Ai muốn đi ra thì ra. Họ đủ điều kiện để đi ra được. Là cái người ứng cử viên. Và cái người dân đó cũng được quyền tự do, muốn bầu cho ai thì bầu. Đó là tự do. Một cái điểm thứ nhì á, là cái cuộc bầu cử nó phải cho công bằng. Cái chữ công bằng này đó là cái chữ mà chúng ta sẽ bàn thảo nhiều trong mấy phút sắp tới. Thì cái vấn đề đó là như vậy nè. Chúng ta ngồi chúng ta suy nghĩ lại. Ông Socrates ông nói một trong cái khuyết điểm của một cái xã hội dân chủ quần chúng là một cái người dân không có một cái kinh nghiệm về vấn đề chính trị. Và họ bỏ một cái lá phiếu. Và họ có thể bỏ sai. Bởi vì họ nghe cái gì nó lọt tai. Thành ra những người mà bị dân họ nói rất là hay. Và lỡ mình bỏ ra mình bầu một cái người lãnh đạo. Một cái người đó không có tài. Nhưng mà có cái tài ăn nói. Mà không có cái tài lãnh đạo. Thì cái câu hỏi mới được đặt ra. Một cái đứa nhỏ 18 tuổi. 18 tuổi tức là mới vừa ra khỏi trung học. Và bắt đầu đi vào đại học. Cái đứa bé đó, đó nó có đủ trưởng thành về trí tuệ, về kiến thức, về chính trị chưa? Mà nó đi bỏ phiếu và nó chọn một cái người mà nó thích. Nó quá trẻ đi. Thì nó đủ chưa? Là cái điểm thứ nhì nữa đó là một cái người 100 tuổi. Liệu cái ông già 100 tuổi hay cái bà 100 tuổi đó còn đủ cái trí tuệ và cái trí nhớ hay cái gì để mà bỏ phiếu hay không? Hay là ông đó ông không có nhớ cái gì hết nhưng mà ông đi bỏ phiếu. Ông 100 tuổi rồi, 90 tuổi rồi, ông lãng rồi, ông lãng trí rồi, ông không biết cái gì hết. Đó, đây là một cái thử thách cho một cái xã hội dân chủ quần chúng, người nào cũng có một cái lá phiếu, đầu phiếu phổ thông. Vô hình chung họ sẽ bầu một cái người mà nhiều khi cái người đó không hội đủ điều kiện. Nào, chúng ta mới lấy một cái hệ thống mà ở bên nước Singapore. Ai cũng nói Singapore là một cái nước biểu tượng cho cái sự thành công của một cái xã hội dân chủ mà tất cả những cái nước khác họ theo ở bên Á Châu. Và cái đó là cái đời ông Lý Quang Diệu. Cho đến ngày hôm nay, tức là năm 1964 khi mà họ giành độc lập cho tới bây giờ. Chú Hoàng Bách và quý vị có biết ở bên Singapore đó, 21 tuổi mới được đi bầu. Thì cái câu hỏi nó 21 tuổi đi bầu là sao? Bởi vì 21 tuổi đó thì cái đứa đó, đứa bé đó nó đã xong đại học. Nó xong đại học đó, tức là nó sẽ có một cái kiến thức tổng quát và cái sự suy nghĩ của nó khá hơn.
Một cái điểm nữa đó là nước Đài Loan cũng đi theo cái con đường này, là nếu một cái người sinh viên thì phải bỏ ít nhất một năm hay là hai năm phải đi vào nhập ngũ, đi vào lính. Đi vào lính làm thành một nó kêu là cái gì đó, dự bị. Dạ, dự bị, tức là không có đi đánh giặc nhưng mà dự bị, nếu mà lỡ có chuyện thì mình kéo mấy người đó ra. Một năm hay là 6 tháng hay là tùy theo cái nước, nhưng mà Singapore nó cũng có giống hệt như bên Đài Loan. Thành ra những cái đứa trẻ, những cái đứa bé này nó có một cái là nó phải làm một cái gì để nó hiểu biết về cái vấn đề chính trị. Bởi vì á, nếu không đó, nó sẽ là cái người đi lính để mà bảo vệ cái đất nước đó. Thành ra nó cần phải có cái người lãnh đạo sáng suốt, chứ không mấy mà đi đánh giặc bậy bạ rồi chết người ta. Thành ra đó, nó hỏi cái đủ điều kiện cho cái người đó. Thành ra chúng ta mới dùng một cái danh từ đó là dân chủ trí thức. Quý vị muốn đi bầu, quý vị phải có một cái kiến thức tổng quát về chính trị, để rồi khi mà quý vị bỏ phiếu đó, nó cái phiếu của quý vị nó mới đáng giá. Bởi vì quý vị chọn nó đúng người. Nào, cái vấn đề mà dân chủ trí thức đó, nó cũng có cái sơ hở của nó, đúng không? Nó cũng có cái khuyết điểm của nó. Nhưng mà đó, họ cố gắng họ làm như thế nào để mà đừng có bị một cái kia, cái lỗ hổng nó lớn hơn. Còn cái này đó mình cố gắng mình bịt cái lỗ hổng đó nha. Nào, rồi những cái người mà quá một cái số tuổi nào mà không đủ cái trí, không còn nhớ cái gì hết đó, đâu có được đi bầu. Chứ không phải là nhà 100 tuổi rồi cũng còn đi bầu. Mà đi bầu cái gì? Ông còn không nhớ tên của con của ông là tên gì mà lấy cái gì mà đi bầu. Thì cái đó là một cái mà chúng ta gặp những cái thử thách. Thì bên Singapore, một cái nữa đó, bên Singapore đó, nó khác với cái hệ thống bên Mỹ là như nào? Bắt buộc phải đi bầu, không có trốn tránh được cái trách nhiệm. Còn nếu mà không đi bầu thì có thể bị phạt, tức là bắt phải làm cái quyền của người công dân. Còn bên nước Mỹ này đó, nếu quý vị không muốn đi bầu thì quý vị ở nhà, đó là một cái quyền tự do. Không muốn đi bầu thì ở nhà, không ai bắt buộc mình hết. Cái phần trăm mà cái số người đi bầu của nước Mỹ này đó mà nó cao nhất đó, trong tất cả cái cuộc bầu cử tổng thống mà nó sôi nổi nhất đó, nó lên có 68%. 68% cái người cử tri, chứ không phải là 68% cái dân số nha. Cái dân số là khác nữa. Rồi cái người mà đăng ký đăng bạ mà đi bầu trở thành cử tri đó, nó ít hơn nữa, mà cái số đó đó mình chỉ có được 68%. Thì cái câu hỏi được đặt ra đó là những cái người này họ làm đúng cái nhiệm vụ của người công dân không? Chúng ta biết ở bên nước Mỹ này, hàng năm tới cái ngày bầu cử là phải kêu gọi người ta đi đăng ký đi bầu, kêu gọi người ta đi bầu. Mà có nhiều người họ nói cái câu trả lời của rất là nhiều người mà chúng ta nghe rất là quen thuộc. Họ nói phải đi bầu nha, phải đi bầu nha. Họ nói ok, tôi muốn đi bầu lắm nhưng mà tôi không biết bầu cho ai. Họ nói có 10 người ứng cử viên, nó có 20 người ứng cử viên đó. Thì tôi biết rồi, có 20 ứng cử viên mà tôi không biết ông nào, bà nào là cái gì hết, thì lấy cái gì tôi bầu? Tôi sợ tôi bầu lát bầu lộn. Đó là cái khuyết điểm của một cái dân chủ quần chúng, là tôi muốn đi bầu nhưng mà tôi không biết bầu cho ai, là bởi vì đó tôi không biết cái gì về chính trị hết. Người này nói con này, người kia nói con kia, tôi không hiểu và tôi sợ tôi bỏ lộn. Thành ra cái hay nhất là tôi khỏi đi bầu. Thì bây giờ đó, cái đó nó mới đưa đến cái vấn đề dân trí. Và cái nước Mỹ này vẫn đi theo cái hệ thống là dân chủ quần chúng, bởi vì muốn cho cái hệ thống dân chủ quần chúng mà nó đạt được mục tiêu, mà tức đắp cái lỗ hổng đó, là cái gì? Là phải nâng cao cái dân trí của người dân lên. Mà khi chúng ta nói tới dân trí, mà trong cái vấn đề của cái chính trị học, là chúng ta muốn nói nâng cái dân trí chính trị, chứ không phải là nâng cái dân trí y khoa hay là khoa học hay là cái gì, nâng cái dân trí chính trị lên. Là cái này là một cái mà chúng ta cần phải giải thích cho nó rõ ràng để cho người dân người ta hiểu và chúng ta hiểu. Một cái người bác sĩ giỏi ở trong ngành y khoa, một cái nhà bác học gia điện toán học rất là siêu đẳng, nhưng mà đó chúng ta cũng cần phải nâng cái dân trí chính trị của những người đó lên. Chứ không phải là người đó là người trí thức giỏi, là người đó biết hết tất cả về chính trị. Chính người đó còn nói, và quý vị cũng có thể biết, có nhiều người nói tôi không đi bầu. Hỏi sao vậy? Trời đất ơi, bác sĩ không đi bầu. Nói tôi muốn lắm chứ, nhưng mà tôi không biết ai để mà bầu. Tôi không biết cái người nào là cái gì. Tôi không biết cái vấn đề nó là cái chuyện gì. Thật ra tôi không muốn bỏ cái lá phiếu lộn. Chính những người trí thức
họ vẫn không thể nào làm được, là bởi vì cái dân trí về chính trị của chúng ta rất là yếu, đó là cái nước Mỹ. Và nước Mỹ cần phải, nếu mà để cho một cái hệ thống dân chủ quần chúng đạt được mục tiêu, thì phải nâng cái dân trí của người dân. Nào, nước Mỹ đã làm việc trong 240 năm và cái nền dân trí của nước Mỹ, của dân chúng Mỹ nó cũng lên cao. Sau so sánh với những nước khác nó cao hơn, nhưng mà nó vẫn còn chưa đạt được mục tiêu. Và đó là chúng ta sẽ thấy là có những người mà đi ra ứng cử, họ dùng những cái mỹ danh, họ hứa hẹn những cái này kia cho chúng ta cái bánh vẽ mà chúng ta nghe thấy hay quá, và chúng ta bầu cái người đó. Thành ra cái người đó lại không biết làm cái gì hết. Đó là cái vấn đề. Thì bây giờ trong cái nước Mỹ này, vì cái hiến pháp, và cái hiến pháp đó là người dân bỏ phiếu cho cái người tổng thống lãnh đạo của mình. Nhưng mà họ có một cái hệ thống để họ bắt chước cái hệ thống của nước Anh, để mà ngăn chặn là lỡ mà dân chúng, quần chúng họ không biết cái gì hết, họ gặp một cái người mỹ dân và họ bỏ phiếu cho một cái người mỹ dân, đó là họ mới làm ra một cái nó kêu là cử tri đoàn, Electoral College. Là cái gì? Là họ nói đó, người dân bỏ phiếu cho một cái người nào ở một cái tiểu bang nào thì thắng cái đó, thì cái người cử tri đoàn, cái phái cử tri đoàn của những người đó tới tháng 1 đi lên quốc hội và bỏ cái phiếu cho cái người mà dân chúng ở cái tiểu bang đó đã bỏ, và họ là cái người đại diện người dân bỏ cái đó, tức là cử tri đoàn. Tức là người dân thật sự không có bỏ phiếu cho cái ông tổng thống A, mà người dân bỏ phiếu cho cái cử tri đoàn. Cử tri đoàn mới lên quốc hội ở trên Washington DC thủ đô, và họ sẽ lấy cái ý của người dân đó đó, rồi họ mới bỏ phiếu cho cái người cử tri A để cái người đó thành tổng thống. Cái đó đó là để ngăn chặn là nếu mà người dân không biết cái gì hết mà chọn làm người. Nào, và cái đó cái hệ thống của 244 năm về trước. Nhưng cái hệ thống đó đó bây giờ nó không có áp dụng được. Là tại sao vậy? Là tại vì cái hệ thống internet nó rất toàn cầu rồi. Thành ra đó, một cái người mà lên trên quốc hội mà bỏ một cái lá phiếu mà trật lại với cái ý nguyện của người dân của tiểu bang đó, là cái người đó là chỉ có nước bỏ xứ đi thôi, chứ không có về là cái tiểu bang đó được nữa. Bởi vì đó, người đó không làm đúng cái trách nhiệm. Nhưng mà thật sự cái hiến pháp của nước Mỹ đó, nó đã nói rất là rõ ràng là quý vị là cái người đại diện cho cái tiểu bang đó và được những người dân đề cử quý vị. Quý vị lên trên thủ đô của nước Mỹ và quý vị phải dùng cái sự sáng suốt và cái trí tuệ về chính trị học, về cái kinh nghiệm chính trị của quý vị, và quý vị bỏ cái phiếu đó. Có nghĩa là nếu mà quý vị cảm thấy người dân ở cái tiểu bang của quý vị họ chọn sai người, thì quý vị lên đó, quý vị có thể sửa lại được. Nào, trong quá khứ thì đã cũng có rất là nhiều người bỏ phiếu ngược lại, nhưng mà nó không có đủ để mà thay đổi cái người tổng thống, nhưng mà nó có xảy ra. Nhưng mà ở cái thời điểm ngày hôm nay thì cái chuyện đó nó rất là hiếm xảy ra. À, thì chúng ta biết một cái vấn đề mà nó bây giờ nó xảy ra ở trên nước Mỹ này trong vòng 20 năm vừa qua, là một cái người mà người dân bỏ phiếu là lấy cái đa số, thì cái người đó lại không thắng cử. Mà cái người không đạt được mục tiêu, tức là thiểu số, thì lại thắng cử. Tức là nó đi ngược lại với cái nền tảng dân chủ mà nước Mỹ muốn cái đó xảy ra. Mà nó lại xảy ra, lần đầu tiên nó xảy ra năm 2000 giữa ông ứng cử viên Al Gore và ông George Bush. Và ông Al Gore thắng ông George Bush đó, là khoảng có 100.000 cho tới 300.000 lá phiếu ở cái đó thôi, nguyên cái nước Mỹ. Nhưng mà ông ta lại thua cái cử tri đoàn, thành ra ông ta nhượng bộ và nhường cái chức đó qua cho ông tổng thống Bush. Nhưng mà đó là một cái lần mà nó xảy ra của năm 2000, tức là 20 năm về trước. Là người ta nói cái này rất là hiếm. Nó kêu là không bao giờ nó sẽ có thể xảy ra một cái người mà thiểu số cái số phiếu của người dân và lại trở thành cái người thắng. Và người ta nghĩ cái này nó không xảy ra nữa, bây giờ nó rất là hiếm. Không ai ngờ được chỉ có 16 năm sau nó lại xảy ra một lần nữa. Đó là năm 2016. Và năm 2016 nó còn tệ hơn năm 2000. Là cái người mà thắc cử đó, họ lại thắng hơn cái người mà đắc cử đó là trên 3 triệu cái lá phiếu. Kinh khủng, 3 triệu cái lá phiếu. Mà cái người thua thì làm tổng thống, mà cái người thắng. Thành ra chúng ta nhìn vô
Bởi vì cái nền tảng dân chủ mà chúng ta biết là đa số thắng thiểu số. Thì bây giờ đó, cái hai cái cuộc bầu cử mà nó chỉ cách nhau có 16 năm thôi, mà cái người thiểu số lại thắng đa số. Cái đó là một cái mà làm người ta trở ngại. Nào, cái đó là chúng ta, là những cái mà chúng ta biết qua, bởi vì nó là cái cuộc bầu tổng thống, thì chúng ta thấy nó rất là rõ ràng. Nhưng mà chúng ta không biết là trong vòng 20 năm vừa qua, hay là mình có thể nói là trong vòng 10 năm vừa qua, cái vấn đề mà thiểu số thắng đa số nó xảy ra gần như là ở rất là nhiều tiểu bang. Chúng ta mới lấy điển hình hai cái tiểu bang. Bởi vì tại sao chúng tôi lấy hai cái tiểu bang này, là bây giờ hai cái tiểu bang này nó thưa và lên tới tối cao pháp viện. Nào, cái số người bầu mình, chúng ta không có đủ thời gian để mà đi vào, nhưng mà nói một cách tổng quát là năm 2010, nước Mỹ 10 năm thì nó có một cái kiểm kê dân số. Mà khi mà kiểm kê dân số rồi đó, thì nó phải chia cái dân số ra để mà lấy cái số những người nghị viên, nghị sĩ, dân biểu của từng cái tiểu bang, hay là cho liên bang, vân vân và vân vân. Tức là phải kiểm kê rồi nó phải vẽ những cái khu vực bầu cử lại, giống như phường, quận, mình kêu là precincts, cái này kia, district đồ, nó phải vẽ lại. Thành ra đó, có cái tiểu bang thì nó lại thêm người, nó thêm cái số người đại diện trong quốc hội. Mà cũng có tiểu bang mà khi người dân đi đó, cái số dân nó xuống đó, thì nó sẽ mất đi những cái người đại biểu. Thì đó, ở tiểu bang Wisconsin, nó xảy ra và nó đưa đến cái vụ kiện mà lên tới tối cao pháp viện năm tới 2015, là ở tiểu bang Wisconsin, cái số phiếu bầu năm 2013 dân chủ bỏ phiếu nhiều hơn Cộng hòa là hơn 300.000 lá phiếu, mà Cộng hòa, tức là theo cái số bỏ phiếu đầu người đó, mà Cộng hòa lại chiếm hết cái quốc hội đa số, dân chủ không chiếm được cái lá phiếu đó. Mà tại sao họ cử tri bỏ đi nhiều hơn 300.000 người, cái con số rất là lớn, mà họ đó lại không lấy được cái quốc hội mà họ lại thua Cộng hòa? Là bởi vì cái cách mà nó vẽ những cái khu vực, nó làm cho cái số phiếu cử tri của đảng Dân Chủ nó bị loãng ra. Thành ra họ bỏ phiếu đó, cái phiếu của họ đó nó không có tính. Thành ra họ thua, mặc dù họ đi ra nhiều mà Cộng hòa lại thắng. Một cái tiểu bang thứ nhì đó cũng bị vào cái tình trạng đó luôn, là cái số phiếu của người Dân Chủ đi ra đó, nó nhiều hơn cái số người Cộng hòa lên cả 100.000 lá phiếu. Mà đó, cái quốc hội của cái tiểu bang đó, nó lại rơi vào tay Cộng hòa. Cộng hòa lấy đại đa số, mà Dân Chủ đó là thiểu số, không đạt được mục tiêu. Thì cái câu hỏi được đặt ra là cái nền tảng Dân Chủ đa số thắng thiểu số, thì nó lại đi ngược lại, nó phi Dân Chủ. Là tại sao chúng tôi đi ra bầu nhiều mà chúng tôi lại không đạt được mục tiêu? Nào, chúng ta không cần phải đi vô chi tiết của vấn đề này, nhưng mà nó đã xảy ra ở rất là nhiều tiểu bang nha, và nó đưa đến cho cái tình trạng ngày hôm nay. Và cái năm 2020 là một cái năm cũng kiểm kê dân số. Thành ra cái vấn đề của năm ngày 20, cái cuộc bầu cử ở nước Mỹ này, nó rất là quan trọng, bởi vì nó thay đổi cả một cái cục diện của một cái hệ thế, của một cái hệ thống chính trị ở trên nước Mỹ này. Là nước Mỹ hiện bây giờ, cái nền dân chủ nó có còn dân chủ không, hay là nó đã trở thành một cái nền tảng của phi dân chủ? Họ rất là ngại ngùng, bởi vì họ rất là quan trọng cái vấn đề đó. Là bây giờ có rất là nhiều tiểu bang thiểu số lại thắng đa số, bởi vì qua cái hệ thống tiếng Anh nó có cái chữ nó kêu là gerrymandering. Tức là đó, nếu mà họ làm luật đó, người nào thắng đó, họ làm luật và họ vẽ cái khu vực bầu cử lại, cái district lại, và họ làm cho cái cử tri đối thủ của họ loãng ra. Họ đưa cái cử tri kia nó loãng ra, mà khi nó loãng ra đó, nó không có gom lại đó, thì nó không có đủ cái túc số, thành ra bên kia nó thua. Đây là một cái hệ thống làm việc mà nó phi dân chủ. Đó. Rồi một cái nữa, cái đó nó mới đưa đến cái nền tảng nó đã bị sụp đổ, đó là cái cuộc bầu cử như vậy đó, cái cách chọn như vậy đó, nó có công bằng hay không? Thì ai cũng nói cái đó không có công bằng. Thành ra hiện bây giờ cái nền tảng dân chủ quần chúng ở trên nước Mỹ này, từ trong cái hiến pháp ra, đã cho chúng ta thấy
là ba cái nền tảng bỏ phiếu đầu người mà lại thua và không có đạt được. Cái điểm thứ nhì, đa số theo cái nền tảng dân chủ thì bây giờ thiểu số lại thắng đa số. Và cái điểm thứ ba đó là nó không có cái sự công bằng. Và nó đã hiện ra trong 16 năm hay là 20 năm vừa qua của cái cuộc bầu cử tổng thống, và nó hiện ra xảy ra từ 2010 cho tới ngày hôm nay, tức là 10 năm, là tất cả có nhiều cái tiểu bang đó là thiểu số thắng đa số. Bây giờ chúng ta mới lấy một cái ví dụ điển hình cho quý vị thấy là cái vấn đề nó rất là trở ngại, là nó không còn có cái vấn đề dân chủ. Là như vậy nè, quý vị biết tiểu bang California đó là nó thiên về dân chủ bởi vì cái số phiếu của người dân là dân chủ. Ở tiểu bang Texas đó thì nó lại thiên về đảng Cộng hòa, cái số phiếu cử tri đầu phiếu đó là nó thiên về Cộng hòa. Nào, nó có nghĩa là cái gì? Nếu quý vị là người của đảng Cộng hòa mà quý vị sống ở bên Cali, cái phiếu của quý vị không có tính được. Tại vì nó luôn luôn nào dân chủ cũng thắng. Cái phiếu của quý vị đi bầu hay không đi bầu, nó không thay đổi cái kết quả. Mà nếu mà quý vị là cái người của đảng dân chủ và quý vị sống ở tiểu bang Texas, quý vị đi bầu, cái số phiếu của quý vị nó không có thay đổi cái thực cuộc, tức là cái đảng Cộng hòa vẫn sẽ thắng, cái người ứng cử viên của đảng Cộng hòa mà cho cái chức tổng thống cũng phải thắng thôi, là bởi vì cái số phiếu của quý vị nó bị loãng ra rồi, nó không có cái giá trị. Đây là một cái hệ thống bầu cử ở trên nước Mỹ này, và nó đưa đến và bắt buộc tất cả những người dân ở trên nước Mỹ này phải suy nghĩ lại và phải tu sửa nó lại, chứ không mấy cứ tiếp tục cái con đường này thì cái nước Mỹ vô hình chung là một cái nước xã hội dân chủ quần chúng mà ai cũng hãnh diện, nhưng mà bây giờ tất cả những cái nền tảng đó nó đã bị có những cái lỗ hổng mà chúng ta cần phải bịt những cái lỗ hổng đó. Chúng ta đã biết cái chuyện đó và chúng ta đã biết rất là nhiều và rất là nhiều người tranh cãi. Một cái điểm nữa, một cái điểm này nó cũng khá vui và dí dỏm. Nước Mỹ rất là hãnh diện với cái nền hiến pháp lập quốc, một cái Cộng hòa Liên bang Hoa Kỳ, một cái người tổng thống là được dân chúng bầu ra. Nhưng mà khi nước Mỹ đó đi qua những cái nước đàn em của mình và bắt đầu hướng dẫn cái nước đàn em mình để mình lập ra một cái chính quyền mới, thì chính nước Mỹ lại không có áp dụng một cái hệ thống chính trị quản lý mà họ hãnh diện vào những cái nước đó. Lấy một cái ví dụ, hai cái ví dụ, đó là nước Việt Nam và nước Iraq. Mỹ đi qua Việt Nam, Mỹ mới nói ok, tôi sẽ giúp quý vị làm ra một cái hệ thống chính quyền dân chủ. Thì cái hệ thống mà họ áp dụng vào nước Việt Nam đó là cái gì? Là cái người tổng thống và cái nó có cái người thủ tướng. Cái người thủ tướng là cái người quản lý điều hành cái đất nước, còn người tổng thống là một cái biểu tượng và bầu kiếm thủ tướng. Nhưng mà đó, cái đó không phải là cái hệ thống của nước Mỹ, mà nước Mỹ không có xài cái hệ thống nước Mỹ ở trong nước Việt Nam, mà là họ xài cái hệ thống nghiêng về nước Anh chứ không phải là nước Mỹ. Một cái điểm thứ nhì mà nó gần đây nhất đó là cái chiến tranh Iraq. Họ đi vào, Mỹ nó đi vào và nó hủy bỏ cả một cái hệ thống chính quyền của đời ông Saddam Hussein, và họ mới lập ra một cái hệ thống chính quyền mới. Nào, một cái hệ thống chính quyền mới đó, chú Hoàng Bách và quý vị biết không, nó không phải là hệ thống Mỹ mà nó là hệ thống của nước Anh. Nó làm ra một cái hệ thống chính quyền của nước Mỹ là có một cái người tổng thống, nhưng mà đó phải đi bầu cho ông thủ tướng, mà chính cái ông thủ tướng đó mới là cái người quản lý cai trị đất nước, còn tổng thống là một cái người biểu tượng, mà thủ tướng mới là cái người quan trọng. Và cái thủ tướng đó nó giống như là cái hệ thống ở bên nước Anh. Thì cái câu hỏi được đặt ra là tại sao nước Mỹ rất là hãnh diện với cái hệ thống chính trị quần chúng của họ, hay là dân chủ quần chúng của họ, nhưng mà khi mà họ đi làm và lập ra một cái chính quyền của những cái nước khác thì họ lại không có làm cái hệ thống chính trị dân chủ quần chúng của nước Mỹ. Thì đây là một cái mình cũng thấy nó rất là ngẫu nghĩnh và dí dỏm. Chú Hoàng Bách. Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Thì bây giờ chúng ta chỉ còn 4 phút còn lại nữa thôi. Thưa luật sư, thì qua cái sự trình bày của luật sư, có những cái kẻ lỗ hổng, mà hơn nữa đó, cái nền khoa học kỹ thuật thì mỗi ngày nó thay đổi, và cái xã hội đó cần một update lại và thay đổi lại để cho thích nghi
với cái hoàn cảnh. Ví dụ như nhà ngày lập quốc thì khác, bây giờ nó khác nhau, rồi cái bỏ phiếu ở nó khác nhau. Và hồi nãy giờ luật sư có lưu ý đó, là cái trình độ hay nói là cái ý thức về chính trị đó nó rất là cao. Nếu mà không có một cái ý thức về chính trị đó, một cái kiến thức hay là kiến thức về chính trị, thì sẽ làm cái lỗ hổng của nước Mỹ nguy hiểm, và đặc biệt là Việt Nam của chúng ta. Việt Nam của chúng ta thì ai làm chính trị cũng được hết, không quan trọng nghe của anh bác sĩ kỹ sư đủ thứ ấy, thì anh là có trí thức rồi, mà trí thức thì anh biết hết mọi thứ, nhưng mà thực tế không phải. Nó cần phải có kiến thức chính trị thì mới ý thức được cái chính trị. Cho nên vì vậy mà trong cái cộng đồng Việt Nam mình ủng hộ tổng thống Trump hay không ủng hộ đó, mà đưa tới cái sự mâu thuẫn cãi cọ với nhau cũng là vì ý thức chính trị, cái kiến thức chính trị nó kém. Bây giờ trường hợp mà luật sư nêu lên nước Mỹ như vậy, thì nước Mỹ biết nếu mà cái tình trạng xã hội như hiện tại đó, thì có lúc nào quốc hội họ điều khiết lại, họ đưa ra một cái tu chính án riêng để mà bổ túc vào những cái vấn đề này không, thưa luật sư? Chỉ còn bốn giờ còn lại. Dạ, đó là cái vấn đề này. Luôn lúc nào khi mà nước Mỹ họ gặp những cái thử thách, họ thấy được những cái lỗ hổng, và chúng ta nói là thật sự cái nước Mỹ đó, nó mới có 244 tuổi. 244 tuổi đó nó chỉ là một cái triều đại ở bên nước Việt Nam thôi, hay là một cái triều đại nhỏ ở bên nước Trung Cộng thôi. Bởi vì nước Việt Nam nó tới cả ngàn năm, và nước Trung Cộng nó lên tới 10.000 năm, 20.000 năm, chưa nói cái nước Ấn Độ. Thành ra đó, 244 năm đó, nó còn quá trẻ. Nhưng mà cái tuyệt diệu của cái nước Mỹ là họ luôn luôn lúc nào cũng cải thiện, luôn luôn nào cũng cải tổ. Họ thấy được những cái điểm này, và họ bình luận và họ nghiên cứu và họ phát biểu, những cái người chiến lược gia, những cái người chính trị gia, chính trị học, họ ngồi họ đưa ra những cái điểm này. Họ nói chúng ta càng ngày chúng ta càng thấy những cái gì mà chúng ta có bây giờ đó, nó không có đạt được mục tiêu, tức là nó không có dân chủ. Chúng ta đang sống ở một cái xã hội của một cái nền chính trị mà chúng ta rất là hãnh diện, nhưng mà khi mà chúng ta coi lại đó, thì những cái đó đó bây giờ nó lại là phi dân chủ. Tại sao một cái người mà không đạt được cái số phiếu đa số mà trở thành cái người lãnh đạo? Cái đó đó nó có cái lỗ hở, và chúng ta làm sao mà bịt cái lỗ hở đó lại? Rồi cái điểm thứ nhì, cái vấn đề đó mà nó kêu là gerrymandering, tức là người nào thắng người đó làm cái luật và vẽ cái khu vực district lại để mà làm loãng cái người đối phương của mình, rồi cái mình giữ cái chức đó muôn đời, không có ai hạ mình được, bởi vì cái con số phiếu nó nằm chết ở đó. Và nước Mỹ này đó, thành vì vấn đề đó nó không có được cái sự công bằng. Và nó có cái câu này đó, nói tiếng Mỹ thì ai cũng hiểu, nhưng mà nói qua tiếng Việt thì nó hơi lạ lạ. Và để tôi cố gắng tôi dịch qua tiếng Việt. Ngày xưa cử tri đi bỏ phiếu bầu cho cái người lãnh đạo, còn ngày nay cái người lãnh đạo đi kiếm và bắt người cử tri bỏ phiếu cho họ. Tại sao vậy? Tại vì cái người lãnh đạo họ vẽ cái khu vực lại và họ bắt người dân, và người dân phải bỏ phiếu thì họ sẽ thắng. Tức là bây giờ đó, người dân không còn chọn người lãnh đạo, mà người lãnh đạo đi chọn người cử tri. Là giả sử bây giờ lấy một cái ví dụ trong cái đơn vị, và giả sử như bây giờ Stephen Deal là người của đảng Cộng Hòa, thì cái điểm đầu tiên đó là Stephen phải đi kiếm những người cử tri của đảng Cộng Hòa bỏ vô cái khu vực mình cho nó đông để mình thắng cử. Và những cái người cử tri mà đảng Dân Chủ đó, mình phải đá đích họ ra cái khu vực mình. Thành ra mình mới vẽ cái khu vực của mình lại, và mình lấy cái người cử tri vô thì họ sẽ bỏ cho mình. Thành ra bây giờ đó, cái người lãnh đạo đi chọn cái người cử tri. Ngày xưa đó, cử tri đi chọn cái người lãnh đạo. Và cái bây giờ cái hệ thống của nước Mỹ bây giờ nó đang đi vào cái trường hợp đó, và chúng ta cần phải sửa lại. Thành ra bây giờ nó cố gắng nó làm, nhưng mà rất là khó khăn. Nó đòi hỏi một cái thử thách, có thể 5, 10 năm nó mới thay đổi được cái vấn đề này. Nhưng mà đây là những cái lỗ hổng, và tất cả những người chính trị gia ở trên nước Mỹ này, những người làm luật ở trong ngành lập pháp ở tiểu bang và ở liên bang, họ đều thấy cái lỗ hổng này, và họ sẽ trong tương lai họ sẽ đắp cái lỗ hổng này cho nó đừng có xảy ra những cái chuyện này. Chưa quan bạch. Dạ vâng, đến đây thì cũng rất tiếc là hết giờ rồi, chỉ còn 30 giây nữa thôi. Bây giờ nhờ luật sư kết thúc và chia tay với quý khán giả. Dạ. Yeah. Và cái vấn đề mà để kết thúc cái vấn đề chỉ có 30 giây là chúng tôi muốn nói rằng là dù cho quý vị là những cái người có trí thức, là những người có kiến thức cao, bác sĩ, kỹ sư, vân vân và vân vân, chưa chắc
cái người đó là cái người có đủ cái khả năng kiến thức về vấn đề chính trị. Rồi chúng ta cần phải đó là chúng ta cần phải đi tìm hiểu và học hỏi về cái vấn đề chính trị để nâng cao cái dân trí về chính trị khi chúng ta tham gia vào trên chính trị. Cái đó là rất quan trọng, chứ không phải là cái bằng cấp, là nói mình có cái bằng cấp đó là tự nhiên mình trở thành một cái chính trị gia nổi tiếng mà mình có thể biết hết tất cả. Bởi vì cái đó là một cái sở trường, một cái mà chúng ta cần phải học hỏi. Và đây là cái vấn đề chúng ta cần phải học để mà khai cái dân trí của người dân của chúng ta ở hải ngoại đưa lên về vấn đề chính trị. Chú Quảng Bách. Rất tiếc là đã hết giờ. Chúng tôi thành thật cảm ơn quý khán giả đã theo dõi và lắng nghe. Cũng cảm ơn luật sư đã đóng góp trong chương trình chuyên đề nhằm mục đích góp phần để cho những người quan tâm tới đất nước của chúng ta trong tương lai để mà thành lập một cái định chế sao cho nó phù hợp với mà nó tốt nhất để mà đáp ứng được một cái chính quyền của dân, do dân và vì dân. Và chúng tôi xin chào quý vị và hẹn với quý vị trong chương trình lần tới. Chào chúc.